người đàn ông thì em phải làm sao em nói cho nghe. Em chỉ cần trước tiên là anh cho em một cái chai dầu thơm để em xịt nè, lên, ok cần. Chưa? Anh nghe nè, em rồi. Em chỉ cần cái trái tim thật lòng, cái tình yêu dâng trào lên là được. Ủa nếu Lâm không thật lòng rồi sao? Em làm được gì Lâm? Em chỉ chờ đợi một ngày câu trả lời đến với em. Câu trả lời đến với mày rồi, là mày biến đi, chứ không phải là câu trả lời chưa đến, hiểu chưa? Mà tội vô mặt cái dưới trời. Dù anh gọi em bằng mày, em vẫn không giận anh. Nát tao cột cái xe đạp rồi lên xe nó đó, trên cây nó đó qua. Anh làm sao cũng... Có nghe gì có buồn không? Không bao giờ buồn. Ồ, tình yêu trong sáng rồi vậy, tình yêu đích thật. Em nói thiệt là hôm nay em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Em nợ anh ân tình đi, câu này em chờ. Muốn bỏ Lâm quay qua với anh Hưng lại? Không bao giờ. Thôi qua cái gì qua không, nó anh Hưng không có xứng đáng với em. Ôi, lúc trước nó anh ba không có lận lưng anh ba, bây giờ quay qua với anh ba. Hưng Trần Tốn biết bao nhiêu tiền với Khoa rồi, bây giờ kêu không xứng đáng. Trời ơi, nói vậy mà nghe được. Khoa đã hay gọi là phủ đầu anh, nó hay ăn phủ lắm. Cho nó đã xong nó quay lại nó nghe. Cái trật anh nên nhớ đi. Ăn nhậu, đi quán bar, hút thuốc lá. Ôm bữa anh hỏi đàn ông bây giờ em muốn ở Việt anh Nam nè, 50% nè, nghe em nói nè, nghe em nói nè, anh còn nói những gì anh nên nhớ thôi. Nói gì? Hôm bữa anh ở trên Đà Lạt anh nói Khoa ơi anh có mua trên một tờ giấy truyền nè. Có mua vô chùa, có cái clip vô chùa cầu an cho em luôn. Có thấy rồi, giữ lời hứa có với thấy, em luôn có okay thấy chưa? Có thấy máy xuân cầu an cho em rồi. Cái điều đó cầu siêu cho Khoa đi anh, cầu an cho chị. Em rất là cảm ơn anh, đi xuống dưới 18 tầng địa ngục thì em cũng nói anh luôn, anh phải giữ cái lời của anh. Anh nên nhớ anh cải thiện lại con người của anh đi, sống cho tốt. Ủa làm như vậy đời người ta lại, vậy lo dạy mình trước đi, mình còn chưa xong mình đặt dạy người ta. Sống là sao? Sống cha thiên hạ mà mẹ thiên nhiên đúng không? Sống là phải sao? Sống sao? Sống anh phải theo luật nhân quả của 18 tầng địa ngục. Anh đã đi từ từ với chuyện. Ủa mà Khoa nhìn lại Khoa chưa mà Khoa nói người ta. Nhìn lại mình đi nói người khác. Anh nói đúng chứ. Là phải bỏ rượu, bỏ bia, bỏ thuốc lá. Những cái sai của mình lúc nào cũng im lặng. Anh không nên làm trái theo cái luật mà anh đã đi chùa Linh Phước. Chùa Linh Phước là một ngôi chùa rất là linh ứng và rất là nhiệm màu. Ba biết sao mà bị đánh là giờ mới hiểu. Và anh đã từng đi cái chùa mà ở ngoài Đà Lạt có chùa nữa là chùa. Thôi đừng nói chuyện chùa ở đây mệt quá, vô vấn đề đi. Có chùa mà có con rùa bò về anh có đi chưa? Chùa có đi, cái là chùa ngay chỗ trên núi á, chùa gì Linh gì á, phải không? Ờ đó có chùa rùa bò về mỗi tháng á. Thiền viện Trúc Lâm á? Thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm ở trên núi á. Có đó là Phụng Hòa thường thích thanh từ đó. Sao cái gì Khoa cũng biết gì Khoa? Đừng có lôi mấy người ấy ra nha, nói chuyện đo hoàng. Hòa thượng thích thanh từ là một vị thiền tông, một vị hòa thượng lớn của giáo hội. Thôi bây giờ có lời khuyên Khoa nè Khoa. Giờ có Khoa nghe không? Nghe em không nghe anh nữa. Khoa muốn nghe người ta, Khoa đừng bắt người ta nghe Khoa. Ok. Và bây giờ tiền của anh 300, ngày mai em sẽ trả hoàn toàn. Để giữ không? Ngày mai không trả thì sao? Ân tình từ đây em muốn dứt thật danh. Cắt đất không? 300 lấy đủ 300 thôi nha. Không, lấy 290 cũng không được đâu. Không, em trả luôn mất trăm. Coi như là cái tiền trước. Mai mấy giờ đấy bên xong đó. Đợi mai mấy giờ? Em sẽ gặp Hương đi, em không để vô rồi. Chuyện của tụi mình. Chuyện của mình còn tụi mình nữa không? Quá dữ. Anh em bây giờ không có tụi mình nữa. Cái nào phải rõ ràng sòng phẳng. Thì chồng bạn đi mặc với anh có nào nè ông... Nhưng mà làm gì làm, ngày mai là không mặc đồ này nữa nha, mặc đồ lại bình thường, ok chưa? Ok, giờ trời tôi đi qua nhà bà con thôi. Rồi qua bà con lấy tiền, lấy góp sách gì đi. Nhưng mà bốc bây giờ mấy giây đi rồi về trả tiền cho Hân Trần. Và lại bây giờ tôi nói Hân Trần mà không mặc đồ này nữa nha. Và anh ăn nhậu quá ba, cái tật xấu anh không bỏ được. Hân Trần sẽ cố gắng sửa đổi. Anh không có cũng xấu thiệt tôi. Mà okay. Tôi khoái người ăn chay. Ôi, ăn chay nó không có sức khỏe để ăn chà bài tôi đâu. Tôi khoái người ăn chay, tôi khoái người ngọt ngào giống như anh Lâm. Ngọt ngào trời, nghĩ sao vậy? Chửi quá trời luôn, ngọt ngào. Chửi Hơn Trần mới ngọt ngào. Chửi đó là yêu đó. Chửi yêu hả? Thôi yêu đưa cái cuốn hồng ra coi. Yêu cái gì nó cũng màu hồng á, mọi người. Vậy giờ ý là Khoa chấp nhận đúng không? Chấp nhận rồi, khi yêu cái gì cũng màu hồng á, chửi cũng nói là chửi yêu. Và hôm đó là
anh Lâm đã từng ngồi ăn chung với anh. Bây giờ nó phải hoài luôn. Cái sự tác của em đối với Lâm, cái bản hòa quá xuất sắc hoàn hảo luôn. Cái bữa đó là em muốn để cho Lâm ra mắt cho em luôn. Em không để cho Lâm biết. Bữa đó có năm tài không? Hỏi thật. Hai đứa ngồi ăn chung một bàn rất tình tứ. Có gấp đồ ăn cho nhau không? Có gấp đồ ăn cho nhau không? Có luôn. Ủa, hoa thấy gì hoa tạo nghiệp dữ không? Sao mình đi gài người ta ăn cái gì? Mình làm gì mình được cái gì? Mình đóng kịch, mình đóng mình thôi, đừng bao giờ lo người ta vô. Đúng không? Đó là em đã để cho anh Lâm ra mắt cho em luôn rồi. Rồi, chúc mừng hoa luôn, giờ biết sao rồi. Và khoan, chú nói hết. Nói nữa hả? Em cũng nói anh chuyện gì nói cho đáng. Nói hoài. Nói cho đáng là anh nói tới sáng luôn á. Em muốn anh mượn tiền nữa. Không phải, em không mượn tiền anh gì hết. Ý em nói anh mượn tiền lần cuối. Cầm không có tốt đâu. À, bà cầm không có tốt. Rồi, ok. Để kêu bà lại nói với bạn luôn. Em nói thiệt nè, anh nên suy nghĩ đi. Cầm lớn tuổi hơn anh nhiều lắm đó. Ủa gì cầm lớn hơn Khoa mà sao Khoa kêu bằng tên? Khoa có tốt không? Em nói anh nghe nè, anh đừng có qua lại với dì Cầm nữa. Em không muốn. Này chia rẽ nội bộ chắc luôn. Chỉ vậy thôi hay gì? Chia rẽ nội bộ đó thôi. Em muốn nói anh những lời này. Rồi. Mong anh rất là thâm. Mong anh sẽ suy nghĩ lại. Rồi, ok Khoa. Nếu anh chúc mừng cho hai đứa tôi, cho hai vợ chồng tôi. Tôi cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng Khoa nha. Kết thúc clip nha, bye bye. Nhưng mà nếu anh còn tình nghĩa bạn bè thì mong anh sẽ, nếu ở đây suy nghĩ lại thì sẽ mời anh ăn cưới. Ôi, mời ăn cưới xong gài lại nè. Để cho bữa đó anh khóc chơi. Rồi, ok luôn. Bữa đó đem 10 hộp khăn lao chỗ đã. Ok. Bye bye. Ủa mà sao Khoa đâu không suy nghĩ được kịch bản gì Khoa? Ừ. Khoa mà có nhiều kịch bản quá mọi người. Khoa đi luôn rồi. Bá đạo trên từng ngày cao. Bye bye Nguyễn Phụ. Bye bye Nguyễn Phụ. Vậy là Khoa là chính thức quay xe với lại Hân luôn rồi đó. Nãy Khoa nói gì là hứa mốt sẽ mời Hân đi đám cưới luôn quý vị. Thiệt là Khoa này một ngày là một cái kịch bản mới.